vàng nút bạc của Giang Vlog vừa bị trộm phá hủy giá trị cỡ nào. Thời gian qua, hàng loạt hiện tượng mạng đã làm chao đảo giới YouTuber gồm Bạch Tân Vlog, Quỳnh Trần GB, Khoa Búp, Khoai Lang Thang, v.v. Cách đây không lâu, bổ sung vào vũ trụ vlogger còn phải kể đến anh chàng Sang Vlog, tên thật là Trần Văn Sang, sinh năm 1995. Sau hơn 3 năm tham gia YouTube, kênh cá nhân của anh đã đạt con số ấn tượng đến gần 3,5 triệu người đăng ký. Các món xuất hiện trong clip của chàng vlogger này là những món đến từ núi rừng, nông thôn nhưng được sáng tạo, chế biến nhiều kiểu mới lạ. Cả khâu đánh bắt cũng được Sang ghi lại. Đây chính là điểm hấp dẫn trước tiên của channel này. Thời gian đầu, các video của anh chỉ được quay bằng điện thoại thô sơ nhưng vẫn nhận về nhiều lượt tương tác lớn vì nội dung gần gũi, sáng tạo. Sang được đánh giá là biết cách chọn góc quay, có tư duy hình ảnh, thẩm mỹ cao, quay đồ ăn thì hấp dẫn, quay khung cảnh thì sinh động tỉ mỉ. Tuy nhiên vì thời gian mới làm YouTube, anh rất nghèo, không có đủ kinh phí để đầu tư máy móc hiện đại, gia cảnh khó khăn nên anh cũng được mệnh danh là YouTuber nghèo nhất Việt Nam. Có thể nói nhờ YouTube mà anh đã đổi đời. Mới đây, cộng đồng mạng vô cùng xôn xao và tiếc nuối cho Sang Vlog khi anh chàng vừa bị trộm đột nhập vào nhà mùng năm Tết. Theo chia sẻ của anh, rất nhiều đồ có giá trị như máy quay, con lợn đất để tiết kiệm tiền đều bị lấy hết. Đặc biệt nhất là phần nút vàng và nút bạc cũng đều bị phá, cạy mất phần nút ở giữa khung. Sang cho rằng kẻ trộm đã nghĩ đó là vàng bạc thật nên mới lấy hết. Sau khi xuất hiện, video đã nhận về sự quan tâm lớn, rất đông người hâm mộ vào an ủi, động viên anh cố gắng bởi của đi thay người. Số khác lại khuyên anh nên báo sự việc với cơ quan chức năng để tìm lại công bằng. Tuy nhiên, cũng chính sự cố của anh, không ít người tò mò về giá trị thật sự của các nút vinh danh của YouTube, liệu nó có giá trị như tên gọi của mình. Khi một kênh YouTube được xác minh đạt đến một mốc số người đăng ký cụ thể và được coi là đủ điều kiện, thì họ được tặng một biểu tượng nút play YouTube bằng phẳng, bọc trong vỏ kim loại. Các biểu tượng nút này có kích thước khác nhau cho từng mức số lượng người đăng ký kênh. Có một sự thật, những nút thành tựu này hoàn toàn chỉ mang giá trị tinh thần. Mặc dù có quy trình chế tác khá phức tạp, tuy nhiên các nút bạc, vàng, kim cương hoặc thậm chí là ruby đỏ chỉ là tên gọi để nâng cấp mức độ, chứ không hề được đúc từ những vật liệu cao cấp như tên gọi. Đồng thời khi nhận được nút vinh danh này, YouTuber cũng không được đi kèm bất kỳ khoản tiền thưởng nào. Nút bạc là giải thưởng cho nhà sáng tạo bạc với số lượng người đăng ký vượt trên 100.000 subscriber, được làm từ hợp kim đồng Niken, mạ Niken. Nút vàng là giải thưởng cho nhà sáng tạo vàng với số lượng người đăng ký vượt trên 1 triệu subscriber, được làm từ đồng mạ vàng. Nút kim cương là giải thưởng cho nhà sáng tạo kim cương với số lượng người đăng ký trên 10 triệu subscriber, được làm bằng kim loại mạ bạc inset với một mảng lớn của tinh thể trong hình dạng của một tam giác nút play. Mặc dù không mang nhiều giá trị vật chất, nhưng chứng kiến bằng chứng ghi nhận cho sự nỗ lực trên hành trình chinh phục YouTube của mình bị phá hỏng như vậy, hẳn là cú sốc rất lớn cho chàng YouTuber số khổ này.